12 gương mặt tài năng đã lộ diện. Họ là ai? Và họ sẽ vượt qua những thử thách gì để trở thành người dẫn chương trình Trời Gian TV? Xin chào tất cả các bạn đến với chương trình Gian Star. The Melody I've Star. Hey, hey Lady, bạn ơi, bạn ơi. I've made up my mind. Dạ, quên câu sao rồi. Dạ, thật rồi. Đây không phải là cuộc thi dành cho những người thử. Tại sao người ta làm được mà mình lại không làm được? Em số đẹp, em số đẹp, em số đẹp. Chị không hiểu câu hỏi của em rồi. Chúng tôi là... Chúng ta kế tiếp! Đừng bỏ lỡ chương trình thực tế, gương mặt kế tiếp vào lúc 21h30 thứ 3, ngày 16 tháng 9 trên Gian TV.